Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thì gần 1 triệu thí sinh lại bước vào giai đoạn hết sức quan trọng, đó là đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vâng, đây cũng là giai đoạn thí sinh cần tính toán khi mà đăng ký chọn ngành, chọn trường để cơ hội trúng tuyển được cao nhất. Tuy nhiên, đến thời điểm này, không ít em vẫn còn đang bối rối trong việc lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học. Trong khi những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường đại học theo các phương thức xét tuyển sớm, thì rất nhiều thí sinh trông chờ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đăng ký xét tuyển vào ngành trường mình yêu thích. Vì còn một môn thi năng khiếu vào ngày 7 tháng 7 nữa, nên Nguyễn Minh Châu vẫn còn đang khá bối rối trong việc lựa chọn nguyện vọng của mình. Cũng khá là khó nghĩ xem là để nguyện vọng 1 là gì, tại vì nếu mà trúng được nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét nguyện vọng 2 nữa, thì mình phải cân nhắc xem cái nào lên trước, cái nào xuống dưới. Mà gia đình thì muốn là hướng con vào kinh tế quốc dân thì để sau có cái bằng làm việc nó cũng dễ. Nhưng mà con thì thiên hướng có lại là nghệ thuật. Con cũng học ôn thi cũng 2 năm hơn rồi, nếu mà không vào thì lại thành quá phí, để bao nhiêu công sức mình lại thế. Thì mình cũng phải xem là mình để cái gì lên trước, mình cũng nghĩ lợi ích rồi là cách học mình hợp với cái nào hơn, rồi học phí, rồi vị trí địa lý của trường như thế nào. Thì nó cũng khá là bối rối, cũng phải nhờ người lớn trợ giúp khá là nhiều. Tại mình không tự nghĩ được. Thực sự là ban đầu là rất là lúng túng, là vì sao lựa chọn nguyện vọng cũng là một cái các bạn đấy phải tham khảo nhau rất nhiều và cũng đau đáu, và để lựa chọn có một cái chính xác và không nhầm lẫn. Hướng đi của con có thể nó hẹp hơn nhiều bạn khác, là vì nó đi theo những cái thiên hướng mà con nó mong muốn lựa chọn. Thế tuy nhiên thì tôi cũng đều suy nghĩ là tất cả các ngành nghề, nếu mà con nó có thực sự có tài năng hoặc là nó có một cái khát vọng để nó theo đuổi, thì rồi nó cũng sẽ tìm được ra một cái hướng lựa chọn nó rất là chuẩn xác, và gia đình lúc đấy sẽ đồng hành cùng con. Hiện nay, các trường đại học đưa ra khoảng 20 phương thức xét tuyển đại học khác nhau. Điều này làm tăng cơ hội cho thí sinh, nhưng cũng làm các em bị rối vì không biết chọn phương thức nào hoặc đặt nguyện vọng xét tuyển ra sao để tăng cơ hội đỗ vào trường và ngành yêu thích. Mặc dù trên hệ thống của Bộ thì không giới hạn nguyện vọng, nhưng tuy nhiên thì các em cũng không cần phải đăng ký quá nhiều. Với cái mức điểm của em đạt được thì các em nên chọn chia ra làm 3 khúc, những nhóm ngành em thích nhưng mà nó có điểm cao hơn một chút, và những nhóm ngành em thích nó ngang với mức điểm của em, và thứ ba là những nhóm ngành em vẫn thích hơn một chút nhưng nó ở dưới mức điểm em một chút. Thì như vậy thì các em hoàn toàn khi đó là chia ra làm 3 cái mức độ, như vậy thì các em hoàn toàn cái khả năng trúng tuyển sẽ rất là cao. Và đặc biệt là các em lưu ý là tham khảo cái mức điểm chuẩn các trường đã công bố, thì khi đó thì cũng đã có đủ các cái dữ liệu để đưa ra cái dự báo đấy, để các em có đủ cái tự tin để tham khảo được rồi. Mỗi một phân khúc thì các em sẽ đăng ký cỡ khoảng 2 nguyện vọng, như vậy là các em chỉ cần đăng ký cỡ khoảng 6 đến 10 nguyện vọng là đủ. Năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ ổn định quy chế tuyển sinh như hai mùa tuyển sinh gần nhất. Từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2024, thí sinh tiến hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng và số lần đăng ký. Các em hãy đặt những cái nguyện vọng mà mình yêu thích nhất, có năng lực nhất lên trên đầu tiên, bởi vì nguyện vọng sẽ được xét tuyển từ trên xuống dưới. Và khi mà chúng ta xét tuyển ở những nguyện vọng phía sau thì các em không phải chịu thiệt thòi gì so với các bạn khác, cho dù các bạn kia có đăng ký cái nguyện vọng đó là nguyện vọng thứ nhất đi chăng nữa. Nếu các em có cái tổ hợp cái phương thức xét tuyển với kết quả cao hơn thì các em vẫn đỗ, vẫn trúng tuyển trước những bạn dù có xếp cái thứ tự ưu tiên cao hơn mình. Điều này thể hiện cái tính ưu việt của hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung để đảm bảo thí sinh sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất, ưu tiên nhất và xứng đáng với cái năng lực thực chất mà thí sinh đang có. Một điều lưu ý, tất cả nguyện vọng của các em dù trúng tuyển sớm hay sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều phải đăng ký trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu không nhập các nguyện vọng của mình lên hệ thống, nguyện vọng của các em sẽ không được ghi nhận, đồng nghĩa với việc không được trúng tuyển. Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm thành phố Hà Nội 50 km, huyện Ba Vì có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái tự nhiên với hệ thống núi, rừng, sông, hồ, nguồn nước khoáng nóng được thiên nhiên ưu đãi. Và người dân Ba Vì đã biết tận dụng những lợi thế này để phát triển các mô hình du lịch sinh thái bên cạnh nghề nuôi bò sữa nổi tiếng tại địa phương. Và cũng trong sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình du lịch sinh thái của một người phụ nữ dám nghĩ, dám làm. Từ một người nông dân thuần chất, chị đã trở thành chủ một khu du lịch sinh thái đông khách với cách làm sáng tạo và hiệu quả.
Khu resort rộng nhiều hecta này đã từng là các dãy chuồng nuôi bò sữa. Giờ đây là khu sinh thái đông khách, là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng của nhiều gia đình. Chị Hương, chủ resort cho biết, nhiều năm trước, nhận thấy tiềm năng du lịch tại địa phương, chị đã mạnh dạn thay đổi mô hình kinh tế gia đình và xây dựng khu resort này. Thấy các khu nghỉ dưỡng của Hà Nội người ta lên địa bàn của mình để người ta xây dựng thì là mình bán phòng cho họ thì mình thấy nhu cầu của khách rất là cao thì mình mạnh dạn mình chuyển đổi từ nuôi bò sang xây nghỉ dưỡng. Thế là từ động lực đấy là bắt đầu là mình bán hết bò đi là mình chuyển đổi sang là xây nghỉ dưỡng. Là trong quá trình đấy thì cũng rất là khó khăn thì mình cũng vay mượn các kiểu để mình cố gắng mình hoàn thiện. Từng chi tiết nhỏ trong khu sinh thái, chị Hương đã cùng chồng tự mày mò, học hỏi và dần hoàn thiện. Đến nay, khu resort của chị luôn đông khách. Vào dịp cuối tuần, số lượng phòng luôn chật kín khách đặt. Bán khách như nào rồi là bán các tour như thế nào thì mình cũng bắt đầu từ đấy mình cũng học hỏi thêm. Và bây giờ là nguồn khách mới cũng có và nguồn khách từ ngày xưa người họ trở lại cũng có. Đấy, rồi là các mối quan hệ cũng giúp mình. Bây giờ là cũng sắp ổn định. Trong khuôn viên resort, các buồng phòng được thiết kế hiện đại, không gian thoáng mát sạch sẽ, gần gũi với thiên nhiên. Bên ngoài là bể bơi 4 mùa dành cho các gia đình vui chơi và khuôn viên để các đoàn khách đốt lửa trại. Cùng với đó là khu vực bếp để các gia đình tự nấu ăn hoặc các đoàn khách đặt các món đặc sản của địa phương. Đây là một khu là khá là gần gũi với thiên nhiên. Điều đặc biệt là ở đây như nhà mình đi là khoảng tầm 15-20 người ấy, thì nó rất phù hợp. Nó không có đông đúc, cũng không có lẫn lộn ở các nhóm nọ, nhóm kia. Rồi mình thấy nhà ăn ở đây thì khá là rộng rãi, sạch sẽ. Buổi tối khuôn viên ở đây rất đẹp. Nói chung là chúng ta có thể check in rất đẹp luôn. Còn ban ngày thì chúng ta có thể đi lên các khu du lịch trên này có suối cũng rất đẹp. Rồi bên cạnh thì chúng ta có những khu chăn nuôi bò sữa ấy, để các bé có thể là biết con bò hay là trải nghiệm thiên nhiên ở đây. Với phong cách xây dựng gần gũi với thiên nhiên, Resort Phúc Hưng là nơi thích hợp cho nhiều lứa tuổi nghỉ dưỡng, rời xa chốn đô thị ồn ào. Quan ở đây cũng rất là đẹp, rất là phù hợp với này để mọi người đến đây để nghỉ dưỡng này, để xả stress này, rồi là nói chung là tất cả mọi cái để cho khi trở về là cảm thấy người mình nó, hoặc là kể cả con cháu thế nó cảm thấy thoải mái, phấn khởi. Từ Resort Phúc Hưng, du khách có thể đi trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tắm thảo dược, thăm các khu di tích văn hóa, lịch sử hay đi khám phá vườn quốc gia Ba Vì. Phòng hôm Tây Phúc Hưng nhà tôi đón chứa được 50 người, mà tiêu chuẩn là 35 người. Đấy thì thường là đoàn gia đình này, rồi đoàn học sinh này, sinh viên này, thì là đoàn công ty này. Không chỉ tập trung phát triển homestay Phúc Hưng của gia đình, chị Hương còn tích cực tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương, chung tay xây dựng du lịch Ba Vì. Từ một người phụ nữ thuần nông, giờ chị Hương đã là chủ của một resort sinh thái trị giá nhiều tỷ đồng. Mỗi du khách đến đây, chị đều tự tin vui vẻ kể về con đường khởi nghiệp của mình. Với chị, mỗi ngày trôi qua là một cơ hội thử thách cho bản thân. Và rồi chị luôn giữ cho mình một nguồn năng lượng tích cực để không ngừng sáng tạo, xây dựng kinh tế gia đình và góp phần phát triển du lịch trên mảnh đất quê hương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua miền Bắc trải qua đợt mưa dông trên diện rộng. Tình trạng dông sét một lần nữa xảy ra và để lại hậu quả thương tâm với người dân của xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Khi một người phụ nữ ra đồng lùa vịt đã bị sét đánh tử vong vào chiều ngày 2 tháng 7 vừa qua. Phóng viên VTC đã có mặt tại khu vực xảy ra sự việc này. Khi mà sự lo lắng ám ảnh và bàng hoàng là tâm thế chưa thể nguôi ngoai với cả người thân cùng với nhân dân địa phương. Đây là khu vực Đồng Bà Văn, thôn Cấn Thưởng, xã Cấn Hữu, nơi xảy ra sét đánh vào chiều mùng 2 tháng 7, khiến một người phụ nữ sinh năm 1982 tử vong. Theo Ủy ban Nhân dân xã Cấn Hữu, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày mùng 2 tháng 7, trên địa bàn xảy ra mưa dông lớn diện rộng. Thời điểm này, chị Hà Thị Phương cùng chồng và một người dân khác đi dồn đàn vịt ở ngoài đồng về trang trại của gia đình gần đó. Trong quá trình dồn vịt về trại, chị Phương bị sét đánh trúng người, ngã ra đồng và bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, người chồng đã dùng biện pháp sơ cứu
nhưng chị đã tử vong. Dù hai ngày đã trôi qua, nhưng người thân trong gia đình vẫn vô cùng bàng hoàng, ám ảnh. Bên đây thì gia đình là có một cái trại chăn nuôi ở đây. Và cô thì làm bên giáo mầm non, ba con này còn nhỏ. Gia đình thì giờ ông bà già rồi, chứ không phải là trẻ nữa. Nên là cũng rất là vất vả đấy. Tại thời điểm đấy thì nó cũng là đầu cơn mưa thôi. Nó vào rơi vào khoảng tiếng sét lần thứ ba, tiếng sét to. Thì ở trên cánh đồng trong cái diện tích đấy nó khoảng 3-4 sao. Thì có 3 người đứng ở đấy với ông với cái bác bố chồng là bác ấy đứng ở trên đưa. Thì cái anh chồng nhìn thấy trực tiếp, cách anh chồng là khoảng từ 2 đến 30 mét thôi. Thì khi có tiếng đấy gọi là nạn nhân là gục xuống ruộng nước luôn. Thì ông chồng là lao đến trực tiếp luôn và bế vợ lên đi rồi. Và một người nữa gần đấy thì chạy về hô hoán anh em ở trong gia đình, trong làng ra thì đưa về nhà. Nhiều người dân trong xã Cấn Hữu cũng vô cùng lo lắng, bất an khi nhớ lại trận sét đánh chiều mùng 2 tháng 7. Theo họ, thời điểm này các gia đình đang tiến hành cấy lúa, làm đồng. Mưa lớn chiều mùng 2 tháng 7 xuất hiện bất ngờ, kèm sét cùng 3 tiếng nổ lớn khiến nhiều người đã phải bỏ chạy về nhà. Sợ, ai cho sợ là chú tính như cơn mưa cơn bão đang kiếm trả vào nhau chạy vừa thì chết. Mất bao nhiêu tài sản hai nữa là vừa mất người thì vừa mất của. Đây là cũng bài học cho tất cả mọi người để làm sao cố gắng khi mà có cơn mưa ấy và có dông tố, gọi là có sấm sét thì nên là trú ẩn, nói chung là trở về nhà rồi một cách nhanh nhất để đảm bảo gọi là yếu tố về con người. Ủy ban nhân dân xã Cấn Hữu cũng cho biết đây là vụ việc đáng tiếc liên quan đến dông sét xảy ra trên địa bàn. Người phụ nữ gặp nạn là cô giáo đang dạy mầm non của xã. Do đang trong thời gian nghỉ hè nên thường xuyên hỗ trợ gia đình chăm nom trang trại ở cánh đồng của xã. Thông qua sự việc thương tâm lần này, xã tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa khi mưa dông xuất hiện trên địa bàn. Đây nó cũng là không may, thế cho nên là chúng tôi cũng là khuyến cáo là bà con nhân dân trên địa bàn xã Cấn Hữu nói chung và trên các cái địa bàn mà có khu vực mưa, sông, sấm, chớp rồi thì trong cái mùa mưa bão này thì nên là tránh vào những cái điểm an toàn để tránh những cái thiệt hại đáng tiếc nhất là về con người. Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến dông sét đã xảy ra trên địa bàn thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Do đó, người dân không thể lơ là trước sự an toàn của bản thân mình mà cần nhanh chóng di chuyển về nhà khi xuất hiện mưa dông, sấm sét.